Những sai lầm khi chống nóng với tôi, nóng bức là một điều gây khó chịu cho bất kỳ ai. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều mong muốn có một căn nhà luôn mát mẻ. Không ai muốn tình trạng nóng bức khó chịu. Nóng bức kéo dài làm cho chúng ta cảm thấy bứt rứt, làm việc không hiệu quả, dễ gây sốc nhiệt, đặc biệt là đối với trẻ em và người già. Vậy làm thế nào để chống nóng mái tôn hiệu quả và tránh những sai lầm khi thực hiện các biện pháp chống nóng cho mái tôn? Trong video ngày hôm nay, ông Bán Sơn sẽ chỉ ra giúp bạn những sai lầm khi chống nóng mái tôn và cách khắc phục những sai lầm ấy. Khi xem hết video, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn, có nhiều phương án lựa chọn những cách chống nóng phù hợp với căn nhà của mình. Trong thời gian qua, ông Bán Sơn tôi nhận rất nhiều phản hồi tích cực về bộ phong xịt cách nhiệt, cụ thể là bình phong nguội chống nóng OBS và chai xịt cách nhiệt 750ml, kể cả là dịch vụ phun bio phong cách nhiệt bằng máy phun bio phong công nghiệp chống nóng mái tôn cho nhà xưởng. Ngày nay có rất nhiều thông tin về những cách chống nóng hiệu quả tư vấn cho bạn, như là cốt cách nhiệt, sân chống nóng, máy phun xương, các giải pháp như là lợp ngói bi tâm, đóng trần thạch cao, tấm ốp EBS, trần gỗ nhựa, vân 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 vân. Rất nhiều biện pháp chống nóng mà bạn có thể áp dụng. Nhưng thực tế là đã có rất nhiều sai lầm khi chống nóng mái tôn mà mọi người mắc phải khi thực hiện các biện pháp chống nóng đã xảy ra. Trước khi chúng ta đi thẳng vào vấn đề, tôi hướng dẫn bạn cách khắc phục hiệu quả. Hãy bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ ông Bán Sơn để tôi có nhiều động lực hơn, ra nhiều video có ích hơn cho mọi người. Cảm ơn các bạn. Nhóm sai lầm đầu tiên là sai lầm ở tư duy. Đây lại là phần quan trọng nhất. Khi người ta thực hiện các biện pháp chống nóng, có thể xảy ra một số sai lầm trong tư duy. Dưới đây là một ví dụ cụ thể. Sai lầm thứ nhất trong nhóm tư duy: không đánh giá toàn diện. Một sai lầm phổ biến là tập trung quá nhiều vào một số biện pháp cụ thể mà không xem xét cách tổng thể và liên quan giữa các yếu tố. Muốn chống nóng hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp của nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả năng lượng, vật liệu xây dựng, cây xanh, hệ thống thoát nước và thói quen sử dụng năng lượng của người dân chúng ta. Tôi cũng đã có video về đề tài này, nói về ba nguyên lý chống nóng mái tôn mà bạn có thể xem thêm trên kênh ông Bán Sơn. Sai lầm thứ hai trong nhóm tư duy là từ chối sử dụng các giải pháp bền vững, không tận dụng các giải pháp bền vững để giảm nhiệt độ. Điều này có thể bao gồm việc không sử dụng năng lượng tái tạo, không đầu tư vào công nghệ xanh, không chấp nhận công nghệ của các nước tân tiến, hay không quan tâm đến việc xây dựng các không gian xanh công cộng. Sai lầm thứ ba trong phần tư duy là thiếu nhận thức về ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Đôi khi người ta không đánh giá đúng ảnh hưởng của môi trường xung quanh lên nhiệt độ. Ví dụ, xây dựng các khu đô thị mật độ cao, không có cây xanh và không có những không gian thoáng đãng để có thể tạo ra hiệu ứng đô thị nhiệt, gọi là Urban Heat Island Effect. Đây là hậu quả gây ra nhiệt độ cao hơn trong khu vực đó. Thiếu ý thức về sự tương tác toàn cầu. Một sai lầm khác, không nhìn nhận rằng biện hiện tượng nóng lên toàn cầu là một vấn đề tương tác toàn cầu. Các biện pháp chống nóng cần được thực hiện không chỉ ở cấp độ địa phương mà cần có sự quan tâm, hợp tác, cộng tác toàn cầu để đạt được hiệu quả cao hơn. Để chống nóng hiệu quả, chúng ta cần xem xét toàn diện, áp dụng các giải pháp bền vững, nhận thức về môi trường xung quanh và tương tác toàn cầu để đạt được kết quả tốt nhất. Nhóm sai lầm thứ hai là nhóm ở tầm chiến lược. Sai lầm khi chọn các biện pháp giá rẻ và hy vọng giải quyết triệt để vấn đề nóng bức là một sai lầm thuộc tầm nhận thức về chi phí và giá trị. Đây là một sai lầm trong việc đánh giá lựa chọn các biện pháp chống nóng dựa trên yếu tố giá cả mà bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như là hiệu quả, độ bền vững và có tác động dài hạn. Tôi lấy một số ví dụ về sai lầm này, bao gồm sử dụng vật liệu chống nóng và công nghệ kém chất lượng, lựa chọn các vật liệu chống nóng giá rẻ, không đảm bảo chất lượng có thể dẫn đến kết quả không hiệu quả và sự cố trong tương lai. Chẳng hạn như việc sử dụng kem bột nở, miếng dán cách nhiệt hay tôn xốp cách nhiệt với mục đích chống nóng mái tôn là không phù hợp, dẫn đến tăng chi phí điều hòa, sửa chữa làm lại sau vài năm, rất tốn tiền tốn của. Sử dụng vật liệu này không phù hợp hoặc không đáp ứng được nhu cầu chống nóng của bạn. Nhóm sai lầm thứ ba liên quan đến phần kỹ thuật thi công. Thường sai lầm do khảo sát thực tế không khớp với điều kiện thi công.
công tác chuẩn bị chưa tốt làm gián đoạn quá trình thi công, ảnh hưởng đến kết quả chống nóng. Không vệ sinh máy cũ trước khi thi công quá mỏng hoặc là quá dày không cần thiết. Lắp đặt không đúng cách, thiếu lớp chống nóng hoặc không lắp đặt kính các khe hở làm nhiệt nóng từ bên ngoài vào và nhiệt lạnh từ bên trong ra. Thiếu kiểm tra và bảo trì định kỳ sau khi hoàn thành công trình. Không xem xét các yếu tố môi trường như là hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ và mật độ xây dựng xung quanh. Bạn nhớ lưu ý những sai lầm này và đảm bảo bạn đã nắm vững kiến thức và thực hiện các quy trình đúng cách để đạt được hiệu quả chống nóng như mong muốn, an toàn cho công trình. Trên kênh Lòng Bán Sơn có đầy đủ các video hướng dẫn thi công chống nóng mái tôn hiệu quả. Bạn hoàn toàn có thể xem thêm và tham khảo nhiều cách chống nóng khác phù hợp với công trình nhà mình. Nếu bạn quan tâm đến bộ phom nguội OBS và muốn biết thêm thông tin chi tiết về bình phom nguội 18kg này, vui lòng xem ở link tôi gắn trong phần mô tả của video và cả trong phần bình luận được ghi lên trên đầu. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc và cung cấp các giải pháp phù hợp cho mái tôn của bạn. Vì vậy đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho tôi. Nếu thấy đây là một video có ích thì hãy bấm like và share cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của ông Bán Sơn để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.